Đây là chậu gia đam. Chậu gia đam này trồng cũng được 3 năm rồi. Cái ớt này cũng được 2 năm. 2 năm rồi đó. Cây bạc hà. Đây là rau tí tô. Đây là cây húng cây. Cái ớt này lùng tịt mà nó cũng có trái nữa. Rau húng lủi. Đây là tiểu bang Florida. Khí hậu quá giống như là ở Việt Nam ấy, trồng đủ loại trái cây được. Cây xoài nè, nhà trồng á, mùa này mùa thứ hai mà được nhiều trái lắm. Mùa rồi á, chỉ có vài trái thôi, nó rụng hết. Năm nay nè, năm nay nó đậu. Trái nào trái nấy à, nó to đùng luôn, không phân không thuốc, nó to ghê.